đúng. Cái này là đường hả chú? Không, đường là máy khảo thôi. Ở đây bán lạc là bột bánh trưng à? Xin chào tất cả quý vị nha, mời quý vị cùng đến với một phiên chợ xuân nhá. Chợ này là chợ Tết ở Đông Khê nhá, Thạch An, Cao Bằng nha quý vị. Chợ phiên vùng cao, hôm nay là ngày chợ nhá. Ở đây thì là ngày chợ là ngày 1, ngày 6 âm lịch nhá. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2023 nhá. Mời quý vị cùng khám phá xem chợ Tết nó sẽ đông vui và bán những mặt hàng gì nhiều nhá. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả quý vị nhá. Ở đây thì là có rất là nhiều cái cây cây giống. Cái này là cây gì? Hồi à cô? Dạ. Cái cây này là cây gì? Cây quế à? Vâng. Tầm này là đang mưa mưa là trồng này tốt không nhỉ? Quế đây à? Quế này bao tiền cây? 1.200 á? Cho cháu một cái lá xem nó có thơm không nhá. Ồ thơm nhỉ? Cái quế này thơm đấy. Và Bảo Nhật rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình TV Shopping. Chị Thu Trang này, dường như là việc sử dụng cũng như lựa chọn sử dụng cũng như là dùng chỗ này để bán rất là nhiều hoa quả đây. Cái bàn bằng tre này hay đấy nhở? Làm bằng vầu tươi à chú? Cái này bán bao tiền cái chú? 100 à, không rẻ đâu nhỉ? Cái này là mâm ăn cơm cho mọi người luôn nhá. Mâm tre luôn. Ngồi những cái ghế ở nông thôn ở bếp thì là được luôn. Mâm tre giống như anh này nhỉ? Mâm trúc à? Đây nha, chú rể 26 Hoa Cương cũng đi chợ đeo mẹ chợ Tết đây. Đi lên trên vào quán cà phê ngồi, nó thoải mái. Ở khu nào là đông nhất anh, khu này à? Khu này đông nhất à? Xuống xấu giữa đường này không ạ, trong này. À. Vâng. Không. Bánh khảo này quý vị ơi. Bánh khảo Cao Bằng. Đặc sản Cao Bằng. Bán ra nhiều cho chị. Ở Tết nó bán được nhiều mà chả? Nhiều. Bán được online nữa đúng không? Chú có chị bán đắt hàng cho em đi lượn vòng đó. Ở đây là cái cây này nhở? Củ này là củ sâm gì đấy anh nhở? Ngại gì? Củ sâm đương quy. Bây giờ mới nhớ ra. Đấy, chỗ này ở đông vui đấy. Bởi vì dân người ta chủ yếu là mua ở ngoài chợ chứ. Ở trong chợ thì chắc là chỉ có quần áo các thứ thôi. Đây là cái bánh phồng
Bên này thì Trà Lam à chị? Vâng. Chè à? Cái này là củ cải à? Đào xoay à? Ok. Chúc các cô đặt hàng nhá. Hoa quả rất là nhiều đây. Cái này là đường hả chú? Vâng. Đường là máy thảo thôi. À đường là máy thảo ạ. Nó sẵn rồi, về rất làm rồi. Lai chim kìa. Đường là máy thảo hay nhở. Thế là mình lấy cái đường đường trắng hay đường ấy cũng được phải không? Phải không? À đường này à? Mình nấu chảy ra thì hay cho cái gì vào không? Tóc nè. Bác em lấy cân gì đây? Cái gì? Thương sát nè. Sát. Bảo vẫn có nồng với chai nồng à, 35.000 chứ. Lúc nào cũng không cân này. Mình tiền lai mà vào rồi. Cân nào cũng hòa. Anh này thương Hà Lan á. Này rất là đông nha. Rau cải xoong rất là non này. Đây là một mặt khác của chợ đây. Đông tấp nập luôn này quý vị. Hàng mã. Ô, cá siêu trên là mình cãi rồi. Rồi. Ok. Cái này thì củ cải hả cô? À, củ cải, đó đường củ gì? Củ bên này to này. Cải đường ăn nó ngọt hơn đó cô. Vâng. Thử ăn luôn được miếng xem nó ngọt không cô? Đâu cho xem thử miếng nhá. Đó, cảm ơn cô nhá. Ngọt không? Còn như đường phải không? Cũng không ngọt lắm đâu. Xào nó mới ngọt được, giờ ăn đã được. Vâng. Ăn tươi nó đâu cũng phải là. Thấy bảo bọn nước ngoài nó lấy củ cải đường về làm đường hả cô? Ở Trung Quốc ấy. Cái này chúc cô bán đơn hàng nhá. Vâng, cảm ơn cháu nha. Cháu đi một vòng quay chợ đây. Cô bên này có nấm này. Nhìn đẹp đấy nhở, nấm to đùng này. Nấm đùi gà, nấm hương. Cô lấy cái gì? Dâu tây to đùng ấy. Nhìn thích không?
Đây có bánh rán này ngon này. Bánh rán ngon được cô nhỉ? Tí cho quay lại nhá. vừa ăn sáng xong. Nấm hương này. Bây giờ mình sẽ vào chợ. Đây là một cũng là một cái cầu của chợ nhá. Chỗ này bán giò chả vịt quay này. Đây có rất nhiều hàng phở. Ở trong chợ thì vắng hơn nhưng bởi vì là nó chỉ là những mặt hàng như là quần áo các thứ thôi. Đây có hàng đậu. Ở yên đang tưới bánh bò. Còn khuôn nha là bánh bò Cao Bằng. Để có hương. Ui, chút củ cải. Món ăn này rất là ngon nhá, của chợ Trung Quốc. Đấy, lợn này mang ra này quý vị. Khu này chắc là bán thịt lợn đấy. Bán rau quốc sản. Bánh cuốn cân này. Ba tiền lấy cân đấy chị. Cân 15.000 à? Loại này 18. Loại này ngon đấy nhở? Cháu vừa quay vừa mua vừa mới đi. Vâng. Chú mua mấy cân rồi? Một cân thôi. Mua hẳn 2 cân ăn bữa tối luôn. Ơi, em đang ở đánh phở đây. Nè giáo. Đây là món đạm tương à chị? Ô đây này, củ cải Trung Quốc đây nha quý vị. Món này phải ăn với cháo rất là ngon nhá. Cá khô này. Khu này thì bán rất là nhiều thịt lợn nha quý vị. Tại vì tầm Tết này mọi người sẽ mua về làm lạp sườn các thứ này, với cả thịt treo ấy. Thịt treo trong nhà dự trữ mấy ngày Tết. Bây giờ mình sẽ đi ra phía này nhá. Ôi.
ơi, khu này bánh ngọt. Bán là nhiều chưa cô? Tí nữa trong có gì có lại sao? Nhiều lắm. Đây là quần áo ha, sao leo ở đông đấy. Bánh mì. Đây hương vàng là bán rất là chạy nhá. Tầm Tết này mà nhiều người thắp hương. Đây, khu này là khu ăn uống đây nha quý vị. Mọi người đi chợ thì hay ăn phở, ăn bánh cuốn. Đấy, ở đây hướng dương bán rất là chạy đây. Bao tiền một cân đấy chị? Bao tiền một cân cô? Cân 70.000. Rang chưa hay chưa rang? Rang rồi. Rang rồi á? Được không anh nhở? Chắc bị rơi. Chưa dùng để đó, khi cần là có ngay. Khi đi thì ông đã sẵn tạ. Bên này là quần áo này. Xong bên này xem. Gạo nếp. Hôm nay mọi người rất là mua nhiều gạo nếp về gói bánh chưng này. Bán được nhiều chưa bà? Bán xong hết chưa? Có món này. Đây là gừng núi đá đây à? À. Bán gần hết rồi với bà nhở? Tí nữa người ta mua về làm lạp sườn người ta lấy ngay bà. Cháu lại không làm. Gạo nếp.
em đi bán táo luôn rồi. Em lương em má ơi. Em lương. À, có thầy đó, chắc là giò bát chắc là có thầy đó. Mà áo mới hết mạng như vậy. Cái này lấy về làm gì chị? Đâu lưng đâu xương. Mua đi chị. Em ở đâu về bán thì thật đó. Bán đâu xong tí mới có tiền. Ngâm rượu à? Mua cái này phải ngâm rượu à? Thấy, thấy họ lấy nhiều lắm nhưng mà chị không biết là không biết là sao mà lấy. Củ này gọi là củ gì cô? Không biết. Không biết á? Bà phải biết. Bà được chữa bệnh. Cứng như đá nhỉ? Đá. Bà chưa bà? Chưa bà. Chưa đứng này đó. Chưa có người đó. Được quỳ. Đây có bánh kẹo cân này. Ở đây bán lạt là một quán trưng à? Rất là nhiều lá rong làm bánh. Tí nữa bán. Bán ế còn quay quay. Tí nữa là tí. Tí nữa mới bán được cô ạ. Quay cho các bà xem. Bưởi to phết nhờ anh nhờ. Nhiều quá. Ngon không chị? Bưởi ngon không? Ngọt ạ? À? Bưởi à? À bưởi ngọt ạ à, gì? Ngọt gì? Ngon nè. Mua bao này vừa ăn vừa thắp hương luôn chị ạ, được. Vâng. Hai trăm là 30 quả. Thế mỗi quả rơi vào gần 7.000 thôi nhỉ? Cũng được, nếu mà hai, nếu mà hai ba người mua chung nhau được, xong rồi chia ra cũng được, còn đỡ nhiều.
bãi gửi xe là hết rồi nha quý vị nhá. Kia là đường đoạn ra đường đầu đường là 4 quốc lộ 4B. Cái bên này là đường đi Quảng Hòa nha quý vị nhá. Cảm ơn quý vị đón xem nha, quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Ba quả 5 kg.